Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải các file lớn lên trên Gmail. Bình thường chúng ta hay đính kèm về file .ra hoặc file .ae hoặc bất kỳ file gì mà trên 25MB thì mình không thể up lên mạng được. Mình buộc phải up lên Google Drive để chia sẻ cái file và cái tệp của mình quá lớn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải lên Google Drive. Ta bắt đầu thì chúng ta sẽ soạn một cái thư ha, ví dụ như này, ví dụ thư gửi tới ví dụ mình muốn tìm gửi một cái tệp file nào đó ha, hiện tại tệp pin kèm ha, ví dụ mình nhìn thấy đây có file lớn này, cái đó là file này, cái này ha, ví dụ mình thử cái này đi ha, nó sẽ thông báo cho mình là tải cái phần chia sẻ Google Drive, phải tải mà Google Drive nó mới chịu ha. Rồi bây giờ mình tải một cái file khoảng cỡ 33MB đi, lớn 25MB thì nó cũng sẽ báo. Okay. Em sẽ bấm vào OK đã hiểu đã hiểu Google rồi, chờ một chút nha. Đó, Google rồi, đây là file tệp pin kèm. Em muốn biết chi tiết cái file này của mình đó, nằm ở đâu vào Gmail ha. Bấm vào đây. Rồi. Đây. Phải là mình đã tải lên đây ha. Đó. Ở đây mình có thể tải xuống, chia sẻ nó hoặc mở ha. chia sẻ ha. Một đó là mình có gửi luôn cái mail vô đây đây mình sẽ cho nó là người dùng có thể chỉnh sửa này, nhận xét này, có thể xem này ha, tùy theo mỗi người ha. Chỉ cần như vậy là mình gửi. Hoặc ở đây là khi nó tải lên rồi thì bạn cũng có thể gửi đi ha. Đó, nhà em file lớn là bạn phải Google Drive chứ không mình không có tải đính kèm những các file khác, giống như file hình ảnh thì mình có thể mình tải rất là dễ ha. Nó lên sẽ nằm ở trên đó, còn nếu mà file lớn sẽ lên Google Drive. Đấy là bấm vô nó chạy nhảy qua Google Drive, có thể chia sẻ bằng hai cách khác nhau. Rồi ok, cái này thì tối đa thì dung lượng của chúng ta có thể tải ở trong cái Google Drive này là 15GB, khi nào hết 15GB thì nó sẽ không cho mình tải lên, là nó sẽ báo đây, kiểm tra dung lượng ở đây. Tôi đã sử dụng 3GB xong, tổng cộng 15GB. Nếu các bạn mà sử dụng quá cái số ghi 15GB nó sẽ báo thường xuyên, mình phải xóa các cái file trong này đi hoặc xóa mail. Bây giờ mình có thể gửi ra đây, cái mail này mình gửi đây, hôm qua kia nó tới rồi này. Đó, đây một file này. Đó,
rồi, chào các bạn về. Hãy nhớ bấm subscribe và like kênh của mình và share nhé, ủng hộ để mình làm các video mới. Xin chân thành cảm ơn. Đạp trung Optical.